tổng hợp để con gái cho Thùy Mị nết na và cái kết đắng lòng cười ra nước mắt. Trong clip, người cha đi ra phía trước coi hàng, cái đuôi màu trắng liền bám theo. Chị mẹ dặn vậy á, sợ ông đi nhậu. Bà nhỏ hí hửng nhảy vũ điệu con dòi, thấy cưng hồng. Thấy cha kéo ghế ra mà không có chịu ngồi, để con dẹp vô cho gọn và cái kết. Tổn thương cái chảo tôi rồi trời. Nhìn thấy kẻ gây án đang bật cười, người cha chỉ biết cắn răng cười theo, rồi lết từ từ ra sàn nằm dạ. Còn bà nhỏ thì ngồi sắn quần cười hô hố. Đúng là con gái Thùy Mị nết na mà. Tiếp theo là tình huống thấy bà bưng cái thau xuống định ngồi, bà nhỏ chạy một lèo tới. Bà nội té mà không hiểu tại sao luôn. Thế bà nội té, bà nhỏ đứng nhìn kiểu con có biết gì đâu. Tại bà lấy ghế của con ngồi chứ bộ, rồi ôm ghế đi cất luôn, giữ của ghê hồng. Còn đây, ông bố nằm banh càng coi tivi thì bất ngờ con gái nhỏ chớp thời cơ quăng bóng xuống sàn. Ôi giời ơi. Xin vĩnh biệt cô. Cú sút bất ngờ khiến đối thủ ôm hàng lăn lóc. Thừa thắng xông lên, bá tung cú sút bồi nữa thì trời. Tuyển thẳng như tuyển Việt Nam luôn con gái ơi. Còn ai có con gái Thùy Mị nết na như các tình huống vừa rồi không ạ? Chia sẻ cùng Tin 3 Phút Hài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé.